Hàng cái chuyện như này mà hàng tháng cũng dùng thường ngày chưa? Có ạ. Sa-đu. Kính bái bạch Sa-đa-đo, kính bạch Đại Đức, Sư Thiện Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ở tại chùa Phúc Minh, tỉnh Thái Bình, rất là hoan hỷ, long trọng được chào đón Sa-đa-đo trưởng não Ngài Tam Tạng thứ từ đất nước Myanmar trong một chuyến hoằng pháp ở tại Việt Nam và nhận lời thỉnh mời của Tăng Ni Phật tử chùa Phúc Minh. Vào giờ này, Sa-đa-đo đã quang lâm về đến tại chánh điện chùa Phúc Minh để ban bố pháp nhũ cho các hàng Phật tử. Và vào giờ này, thay mặt cho toàn thể Tăng Ni Phật tử chùa Phúc Minh, chúng con thành kính đảnh lễ Sa-đa-đo và kính thỉnh Sa-đa-đo hoan hỷ ban cho chúng con một thời pháp thoại để chúng con được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự an vui lâu dài. Xin kính thỉnh Bành Tê Thiện Đức hoan hỷ thỉnh Sa-đa-đo và phiên dịch cho chúng con. Sa thụ. Diniya di thana di chong dai ko ini sia ro ro dutiya chein myaw yauk shi la chin me phit par de a jaw yin ni di chong dai ma tadin thong ja de sia ro tan ga ro mya ne de kwa yin ni la yauk taya na yu ja de buddha phaya ko kwe ja de ตาตนะญีโกมองธรรมะเมียโกส่งญีซวาตุยยะได้ด้วยจองวันตาปิติผิดยะบาเดอาลองโกเซนเนี่ยเผียจำมาจะบาสิฉันตาจะบาสิเปบองยันบองกินญ์จะบาสิลูกอาลองโกเมตตาปูตาปิรอมะเนปายธรรมะทะเพียงพวยสาติญชายะอองวันนี้ Ngài Tam Tạng Thư Mỹ Lâm đến đây tại ngôi chùa Phúc Minh, tỉnh Thái Bình này. Đây là lần thứ hai Ngài đến đây. Lần này được gặp lại Chư Tăng của Bổn Tự cũng như các quý Phật tử xa gần đến đây để nghe Pháp, để thực hành thiền Pháp. Ngài rất hoan hỷ và tán thán công đức mà quý vị đã đến đây. Cho nên lời đầu tiên, Ngài cầu chúc cho tất cả quý chư Tăng Ni tại Bổn Tự cũng như các quý Phật tử thân tâm thường an lạc, tránh khỏi tất cả mọi điều rủi ro tai hại và thành tựu sự hạnh phúc và ước nguyện chân chánh của mình. Sa đu, sa đu, sa đu. Hôm nay, A Lung Tho Diana Prita Duku Buddha Phya Kodala Shinbiyin Gu Hoa cha kê rê Lô ca ma A kong zong do La la ba su ra Ba lê A kong zong do O sa su ra Ba lê Lô ca ma A chan da zong su ra Ba lê Sa rê Đi ya gu hini Hoa cha bi ma phía ba rê. Hôm nay Ngài sẽ chia sẻ
với hội chúng chúng ta một bài pháp thoại. Bài pháp thoại này được Đức Phật thuyết giảng cho vua Kosala vào thời Đức Phật còn tại thế. Và bài pháp thoại này có tên là Những của cải tài sản cao quý nhất, sự hạnh phúc an lạc cao quý nhất ở trên đời. Rồi Bồ Đà Phật giáo xin lễ thề cả, có đó là đại ngũ, ô chúc đệ, xin bây giờ nhị hạ, có đó là bây nhị phi bà đệ. Vua Kosala là một vị vua trị vì ở một quốc độ trong 16 quốc độ vào thời Đức Phật. Rồi có đó là xin bình hà xa ạ đạo xa rẻ khả mà em mà đem mà xa chi rẻ xa bì rẻ xu thả rà gà rộ và mà ở đâu nâu nè sù yên nọ, đặc khá xa yên, sàn trà dây đẹp. Nào sàn trà dây nè nhìm nhá rè, hình nì, xa bùa ạ bì nè, ạm yê ràng xa lì xì đê. Vua Kosala là một vị vua có thói quen rất thích ăn uống, ăn rất nhiều. Cho nên cứ mỗi bữa ăn của nhà vua thì có đầy đủ tất cả những thức ăn đủ loại ở trên một cái bàn rất lớn. Đã dọn tu yên nè mê của sĩ gà nê bí đọc Bất tì nè tì sù rè nè mê lì tu bí đọc Bất tì nè tì có tà là mê lục tà lù khó sù vả rê. Rồi bất tì nè tì sù rà gà Tà rà sì rì tì bè phuân thà rà gà Tu thăm mê sà yên nè tu yê Vê bè nhà bè bà chà lê mà Hình quê tì a bì nè sà lù mô lù bất đi nết đi có đó là bên lu để lu nên bây giờ để xử lý cho phun số tha gia bà đi. Bởi vì có tính ham ăn ham uống, cho nên vua Kosala có thêm một biệt hiệu nữa, đó là Pasenadi Kosala. Pasenadi có nghĩa là một người mà khi ăn uống thì có nhiều đồ ăn thức uống ở xung quanh. Cho nên nhà vua Kosala có thêm một biệt hiệu đứng trước tên riêng của mình nữa. Vì vậy mà có tên đầy đủ là Pasenadi Kosala. Rồi ấy xin bây giờ hả, xa tạo xa rẻ khả mà, anh đánh đà. Bà mà nà mẹ xì vè nè bái dì ả lùn bì ọng Sà rè tàu đè khá giá rò tù mà Nì yà thang yà rà mật tà mật tà xì lạ vả rè. Vì tình ham ăn nhiều như vậy, cho nên mỗi lần ăn xong thì bụng của nhà vua rất to và rất khó để di chuyển, rất khó để hoạt động, đi lui đi tới. Tên đi rồi, ế đi bất tên đề đi, có tất là mê nhì hà. Bồ đà phê yà tà rên tông đề xê rê vô anh cháu đồ gù. Mà nè xa xa bì rô, yào xì là ghê bà rê. Một ngày nọ sau khi dùng bữa sáng xong, thì nhà vua đã đến yết kiến Đức Phật. Rồi tôi mà bay đi biển đi đã sửa đổi phía xin xe yếu đề khá mà mà thay này ông phía đi hô bè lê lại đi bè lê lại anh đi mà yá phía đi đi. Rồi tôi xây ra mà ít chuyện đó lê bè phía xin xe sửa
con gong ít khuyên mà giá đó tên đi giá lý mà chọn giá đến đi giá tên đi giá lý mà xin bì nhì thay đi bà đấy. Vì sau khi mời ăn sáng xong, bụng vẫn còn quá no, cho nên khi đến ý kiến Đức Phật thì vua Kosala đã ngồi một chỗ không yên mà cứ loay hoay chuyển đổi tư thế. Và đồng thời vì quá no cho nên sinh ra buồn ngủ, mà trước mặt Đức Phật thì rất ngại để cho nhà vua ngủ. Vì vậy mà nhà vua đã tìm đến một nơi gần ở trong cốc của Đức Phật để ngồi tựa lưng và ngủ. Bồ Đà Phật Giả Ca đi đó mi đệ sĩ mê nhi ba miên phịn đi ta lê lụ bi đó nhã xoa phật giả đệ bi đó thâm in sa la ra bai đi pi lún lụ ma y ma ta phịn lụ đệ bi đó ni ma ya thai ma ya phịn đi ba đệ phật giả đệ bi đó ai chín đó lê bê đi ni ya phịn đi lụ cong cong lê bê ai khuyên ma ya ba u đệ bi đó đục kha đi nhãn đi vào đi lúc sau tha vào đi. Khi Đức Phật nhìn thấy vô cô san như vậy, cho nên mới hỏi nhà vua rằng: Đại vương sao vậy? Sao ngồi cũng không yên? Thì nhà vua mới thưa thật với Đức Phật rằng là: Bạch Đức Thế Tôn, con vừa mới ăn sáng xong cho nên bụng còn rất no. Vì vậy mà khi đến đây cảm thấy rất khó chịu và ngủ thì cũng không dám ngủ trước mặt Đức Thế Tôn, cho nên con cảm thấy rất là khó chịu sau khi ăn xong. Ở đó nhà giáo Phật giáo Gotala là xin bệ nhân của xin bệ nhị sa đệ đạo đệ kha ma pa ma na chi pi đó sa ya đạo ya đi luôn chuyên sa yên đau khổ đi yếu đệt đi Pamanali chi bi do adain da chi bi sa ma chan da dukha ya de lu o wa da bi wa de. Sau đó thì Đức Phật đã khuyên nhà vua rằng: Nhà vua, đại vương không nên ăn nhiều như vậy. Sau khi ăn xong mà ăn quá nhiều thì sẽ làm cho thân tâm mệt mỏi. Vì vậy khi ăn thì đại vương nên biết số lượng, biết giới hạn của thức ăn đối với mình để cho thân tâm của đại vương có sự thư giãn thoải mái. Ero pitika do ma su tha ra li shi ba de loka ma lu ri atat ti to chin ha ya ti u tu ne a sa a tao chong lu de lu so tha ba de. Ở trong Tam Tạng Kinh Điển có đề cập rằng một người có nhiều bệnh tật ốm đau thì trong những nguyên nhân có hai nguyên nhân chính, đó là do thời tiết khí hậu và do ăn uống. Rồi giá đi u du mà con nè ni ya tha na ma ni ya ya de bô cụ mi ha de de yoga le mi de de đan le về tu cha de. Cho nên khi sống ở trong những nơi khí hậu khắc nghiệt thì có thể làm cho một người có nhiều bệnh tật và tuổi thọ của người đó cũng không được kéo dài. Nào mà con nè ở xa tao đi, ố già mà bị đi ở xa tao đi, xa ya tao ya gì, tố mô hô, anh luôn anh chú, xa ya gì, tao yên lê bê, anh nà yô gà đi mía bị đọc, anh đất đi, tù đi. Và khi ăn uống, thì ăn những vật thực hay uống những thức uống không phù hợp với thể trạng của mình, rồi ăn uống quá nhiều cũng có thể dẫn đến bệnh tật ốm đau. Yakuro Godala Shimbiye
xin bây giờ sửa đồ sa đạo đồ công trình công bà lấy mấy tu đồ lê đánh đạp bà ma na bác sĩ sa để khai giả tu mà khăn áo gu mà chém mà để sửa bác sĩ vũ ông nhớ đây lì là thay máy bị đó ông nhớ đây về ai chỉ muốn được chuyện gì đấy. Đối với vua Cô Sa là vốn là một vị vua trong hoàng cung, cho nên những đồ ăn thức uống thì thường xuyên đầy đủ. Tuy nhiên do không biết chừng mực trong ăn uống mà vua Cô Sa La đã ăn rất nhiều, khiến cho thân tâm của nhà vua, đặc biệt là thân, cảm thấy nặng nề và có nhiều bệnh tật. Ở đó Bồ Tát Phật Giáo có đề lại xem bây giờ cá thà li tập hồn để ô hòa ra vì vậy mình đưa ra đã tất cả đã đi mà đó số lượng ít chắc cả đó sa đạo sa đệ khả ma tất đi li nè ở đây ở đó bà ma na chỉ biết đó sa ba lu bây mà đấy liên quan đến duyên sự của vua Cô Sa La, Đức Phật đã thuyết một bài kệ để giáo huấn vua Cô Sa La. Và câu đầu tiên của bài kệ đó có nội dung là khi ăn uống thì cần phải biết chừng mực, tiết độ trong ăn uống. Đánh đà bà mạ, tà đi lê nè, đánh đà bà mạ nạ chi bì đò, xa yê nè, ế đi mà, ạ chú tôn bà, xa bà rê rê, nà bà đê kà, ạ nà, xô kà, kinh xin chê, chán mà chê, xô rê, ạ chú đi á kù, yá xì rê. Nếu có sự ăn uống chừng mực, thì sẽ có những lợi ích, như là giảm thiểu được bệnh tật và có được sức khỏe tốt. Năm ban nay đánh đạp bà mana này sa đề khai giả đó sa đề đạo đề sa araha sa chi lui bi đó ahara leve pisire. Một lợi ích nữa đó là nhờ ăn uống có tiết độ, cho nên cũng giúp sự tiêu hóa tốt hơn. Năm ba tôn ca ấy lụa đánh đập ở mà na này sai gì cô ở đây cô nhà đá đấy sáng sau giờ giao để đuổi giáo u yên đào mạ về phi phi li về u ya bà đấy. Một lợi ích nữa đó là nhờ sự ăn uống tiết độ mà một người có thể duy trì được mạng sống của mình lâu dài và không có nhiều bệnh tật, thậm chí có thể làm cho người đó trẻ lâu, không bị già nhanh. Rồi số lưu đấy chắc là rồi, khi nào giờ đấy bố cũng mang tâm nhớ, mui đấy, mui bì, ô chín số ra cái rồi lưu lại, phía bờ làm mà bà bé, tốt tốt lề bề, để chú, anh đây đi. Quan hệ sẽ xét xét xí đó lề về nụ biểu nề để bộc lộ những cái khi mà lề về tùy nhà bà đấy, ai lù nụ biểu nề chính hà đã sa cố ở đây đã chỉ biết đó sa chính ye ở chỗ chỉ số ba. Khi một người sinh ra thì ai cũng sẽ già đi. Tuy nhiên do có sự ăn uống tiết độ có chừng mực trong ăn uống và ăn những đồ ăn thức uống thích hợp với thể trạng của mình. Vì vậy mà có một số người sống đến 70 tuổi, 80 tuổi vẫn nhìn có thể trẻ trung. Đó là cái lợi ích của việc ăn uống có tiết độ, có chừng mực và phù hợp với thể trạng của mình. Rồi giờ này khi làm nhầm nhìn lên vị tuy nhiên cha già đã ba sa đạo đi để chú luôn luôn chú chú sa để khai già đó khán đa cố gì đi si đi nhà bị đó khán đa cố ye cố lý chế đi để bị đó nghe nghe yue yue để si đi đó lề bề để em đang chỉ để ô để lu thiên nhà để bộc lộ đi lề nhà soạn tuy nhà bà đi
Cho nên đối với một số người mà do ăn uống không có tiết độ, ăn những đồ ăn thức uống không thích hợp với thể trạng của mình, thì có rất nhiều người, nhiều trường hợp bị bệnh các loại như là bệnh béo phì, bệnh mỡ máu vân vân. Và những người đó mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng mà nhìn cảm thấy rất già trước tuổi. Bởi vì do không có sự ăn uống tiết độ và ăn những đồ ăn thức uống không phù hợp với thể trạng của mình. Đi ni ya ma bồ đà phi ya saka long li tông tua ra ga tan ni kan si da di de phi phi li o ya de so ra da mi mi ro asa ta pa ma na chi sa yin a ywe tin nu phyo de lo so lo chin phit ba de. Ở trong bài kệ, Đức Phật dùng từ để diễn tả về cái tuổi già. Tuy nhiên cái tuổi già mà do ăn uống có tiết độ, có chừng mực và thích hợp với thể trạng đó, thì cái sự già từ từ, không phải là sự già một cách nhanh chóng. Cho nên đối với những người mà có sự ăn uống tiết độ thì mặc dù lớn tuổi nhưng nhìn cũng rất là trẻ trung. Ở đó Bồ Đà Phật ca có đà la xin biên cô ấy đi thì bế ba đệ ca tha lý cô tin bế ba đệ tu tập lễ bế có đà la xin biên ha bái đi bị mấy mà đã phiền đi lu Bồ Đà Phật ca hỏi đệ ca tha lý đệ Bồ Đào tu mắt tan này đồ bà bố. Mặc dù Đức Phật chỉ thuyết một bài kệ ngắn cho vua Kosala, nhưng mà vì vua ăn quá no, không có cảm thấy dễ chịu thoải mái, cho nên không có sự chú tâm. Vì vậy mà không nhớ được một bài kệ ngắn mà Đức Phật đã thuyết. Ê rồi, xin bình nhí mạng bán tán này nó tu dễ, đu đồ ly tu thân tân á rệ. Du gu mặt đa khanh yà rè. Ở đó phía yà gu nà hò bì rè. Sa ni tàu ni. Gà thà lì gu tu thà tà nà. Lù lìng gà. Tình yù kè bì rò rè. Bồ đà phía yà mây lạy tè. Nàn đò yào tè ạ khà. Gò tà lạ xìm bì yên. Thà mìn sà vì xùy. Nào sông thà mìn lù yào đàn yào đàn. Tì gà thà lì gu yù sù bì bà. Mà chà lạy bà rè. Cho nên nhà vua đã bảo người cháu của mình nhớ bài kệ mà Đức Phật đã thuyết. Bài kệ hướng dẫn cách ăn uống tiết độ để giúp cho vua Kosala. Tuy nhiên do không nhớ được cái bài kệ đó mà phải nhờ một người cháu để ghi nhớ bài kệ đó, để khi trở về hoàng cung, mỗi lần ăn xong thì đọc cái bài kệ đó để bắt đầu tập sự trong việc tiết độ ăn uống. Ở đó tu đà tân na lưu liên lý ca nán đó ma xin bì nhì vui rô tì đẹp khá ma xin bì nhìn gà lê mần nè tê chê nì lê tê chê nhà nì tê chê xa lì xì đê. Ở đó tu xa rẻ thầm mê nào sông ả lâu yào bì sô yên tu đà tân nà lưu liên gà đi khá thà lì gù yô sô bì bà rê yô sô bì rô gò tà lạ xe mê yên phá yà yê sà gà tà rì yà bì rô tên nì gù thầm mê tà lâu xô chà bì rô sà gà bà rê. Nhà vua một ngày ăn ba bữa. Và trong mỗi bữa như vậy, vào khi nhà vua đến miếng ăn cuối cùng thì người cháu đã đọc cho nhà vua nghe cái bài kệ mà Đức Phật đã thuyết. Nhờ vậy mà cứ sau mỗi bữa ăn thì nhà vua nghe được bài kệ đó,
Cho nên những bữa ăn sau đó thì nhà vua mới giảm từ từ cái thức ăn cho mình. Thay vì ăn hết bữa ăn thì mỗi bữa ăn nhà vua cứ mỗi bữa như vậy giảm một miếng. Bữa ăn thứ hai thì giảm được hai miếng. Đó là cách mà nhà vua bắt đầu có sự tiết độ trong việc ăn uống. Thế mình chạy đề sắp phụ mưu gà lê bê xin bê yên tà lâu yô ra gô chi bí đọ chạy đề khả mà lê bê xô xô bí đọ nê dì nê đánh chạy bà rê ế đi lô nê tà phí bí nê nào sâu xin bê yên nà gô rông gà sàn tà dê sà rà gà nê bí đọ sàn tà dê lê lâu bê sà rê ế sinh thị yào xí tòa bà rê. Người đầu bếp nấu cho vua Kosala nhìn thấy vua Kosala bắt đầu giảm ăn từ từ như vậy, thì người đầu bếp cũng giảm nấu ăn, giảm những thức ăn so với trước kia. Trước kia phải nấu cho nhà vua một khi gạo, thì bây giờ giảm xuống còn khoảng mấy làng gạo để cho nhà vua có sự tiết độ trong ăn uống. Ở đó có đó là xem như nào sau đến đi từ giờ lên này hiện nay về xa để khá giờ đó tôi về khán đài của lễ về bỏ ba lần sang bị đó chém mà gì thì lễ về con là cái bà đấy. Nhờ có sự ăn uống tiết độ và giảm dần những thức ăn như vậy, cho nên cơ thể của vua Kosala từ từ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, và nhờ vậy mà nhà vua cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng trong đi đứng nằm ngồi. Ở đó có đó là xin bà yên gà mẹ xóa phê yà gù chí dù tiền lũ lũ. Đã dạo mẹ xóa phê yà tà rinh tông nệ cháu nô gù tòa bì đọ mẹ xóa phê yà thang mà tà bì đọ yà khu sô yên ả yên lũ ả xa ả tàu đi mẹ xóa mẹ xá rô bà bù phía phê yà mẹ nệ ả đài bà mà nà lì chì bì đò sà rè lào đè ạ đòi chào tà bì đò yà khu chàng chàng mà mà chàng chàng tà rà nè nì yà thay yà bà rè phà yà lù xào thà bà rè. Vì biết ơn Đức Phật đã dạy cách ăn uống cho mình, nhà vua Kosala đã đi đến ý kiến Đức Phật và nói lên lời cảm tạ đến Đức Phật. Sau khi đảnh lễ xong, vua Kosala bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay thân thể của con rất nhẹ nhàng, thoải mái. Nhờ Đức Thế Tôn dạy bảo mà con nay cảm thấy rất khỏe mạnh. Thân thể cũng nhẹ nhàng, tâm cũng cảm thấy thoải mái. Cho nên con biết ơn Đức Thế Tôn vô cùng. Đã biết rồi, giờ cô dối khán à cô rì bò bà luôn lụ. Đó để tòa bì đọ, tâm mê nì tá gọng nì nè lè bè, áp bì anh, bì nè lè nè mà rè phê yà. Đó bì đọ yè, miên lốt tòa yè lè, đó bì đọ, cú rè phán nè mà rè phê yà. Đó lâu đọng, bò bà chán tà tòa bà bì, chí dù tiền xóa nè, xào thà bà rè. Nhà vua cũng thưa với Đức Phật thêm rằng là thỉnh thoảng đi vào trong rừng để tập săn bắn, thì có những con nai bỏ chạy, nhà vua cũng có thể đuổi kịp, chạy kịp con nai đó. Thân thể của nhà vua trở nên nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như vậy là nhờ có sự ăn uống tiết độ và nhờ Đức Phật hướng dẫn cho cách ăn uống, mà nay thân tâm của nhà vua cảm thấy rất an lạc, nhẹ nhàng. Nhà vua rất biết ơn Đức Phật. Giá dự chú mà ô châu đệ Sá đất tâm mê sô đà có đà la xin bà yên yê tu tô sá bà rê. Thì đó có đà la xin bà yên nè tu rô mong Sá đất tâm gà lê xóa đê yuà gô chong bíu bí đó mạch yà sếp xin lê xí bà rê. Yê khu tu bà xào bí miá xóa bà yá rê. Thì bí đó tu rô mong nè sếp bùi đi mạch yà phiền đi đà lê yê khu đó
nhìn nhận gì giá trị tòa bà bị phá giá, đa dạng lệ đủ bí đồ, yếu khu em mất đàn chán đà giá bà đế, sao bìa mà đế. Vua Kosala cũng bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn ở nước Ma Kiệt Đà, Magadha, có vua Achata Sattu Asathe đang trị về trong kinh thành Rajagaha. Mặc dù Achata Sattu là cháu của mình, nhưng thường hay gây hấn và xâm chiếm lãnh thổ. Cho nên giữa hai người, giữa hai quốc độ thường xảy ra xung đột, chiến tranh. Nhưng nay thì giữa hai nước đã có sự ban giao, không có sự xâm chiếm từ nước Ma Kiệt Đà nữa. Cho nên con cũng cảm thấy rất an vui trong thời gian này. Đức Phật sau giờ này miết xóa phía, tu bổ đồ ye, bồ bá sinh sẽ cả sĩ là cái đấy, nên đâu, phải miết giờ này na, tên đi cả biểu số toa cái vấn đề phía, tu đồ lề về, ai đi phải miết giờ này na lề về y khu rồi, biến lề tu sĩ vào bị phía, đa trong lề tu bổ đồ, em mà đem mà chán đại gia vào đấy phía, sau giờ mà đấy. Vua Kosala cũng bật thêm với Đức Phật rằng. Bạch Đức Thế Tôn, những châu bảo mà ông cha của con đã để lại nhưng đã bị thất lạc trong một thời gian dài, nay con cũng tìm thấy được, cho nên con bây giờ rất là giàu có rất là nhiều châu bảo vàng bạc, vì vậy mà cũng cảm thấy rất vui. Ở đó nấu thay sao đó, ở đó nấu cũng cả đang ở đó xem nhà đi, có đó là xem bây giờ nén đồ cũ, xong ra cho đi khám mà xây đánh giá, mà phong bì giá u, mà phong bì đó có đó là xem bây giờ sao đi, ba giàu nhà đang ở đó đi mà phong bì ra lấy lối sao đó, đang ở đó đi nè, hiện đi chuyển về mu nè lu mu lu. Tăng gà rô rì gà mà phong bì đà bà lưu bìo rô tu sĩ thê mà. Phải yà nè suy miu tò chê nò. Phải yà yè lạ kì vì miu tà mì vò dà bà khát đi yà gù. Tù gà mì bì yà áp xì miau khê bà rì. Một lần nọ khi vua Kosala thỉnh mời chú Tăng vào hoàng cung để đặt bát cúng dường trai tăng, và khi nhà vua thấy chư tăng không dùng nhiều vật thực, cho nên mới hỏi chư tăng rằng: kính thưa chư tôn giả, vì sao quý ngài dùng vật thực ít như vậy? Sau đó nhà vua biết được nguyên nhân vì sao chư tăng dùng ít vật thực là bởi vì giữa vua Kosala và chư tăng không có mối quan hệ thân tình với tăng đoàn ở trong giáo pháp của Đức Phật. Nhà vua mới khởi sinh lên một ý nghĩ là bây giờ muốn trở thành thân quyến với Đức Phật. Cho nên khi trở thành thân quyến của Đức Phật thì sẽ có sự gần gũi thân tình với chư tăng đệ tử của Đức Phật. Vì vậy mà nhà vua đã cầu hôn một người con gái trong dòng tộc Sakya để làm cho người con gái đó trở thành hoàng hậu của mình. Giờ khu đó, Phật giáo sinh ấy, tu mà đó do sát để hòa tu là đa đa, tu yên nén đồ mà, giáo sĩ là lộ. Giờ khu đó, Phật giáo này suy miu đồ quyền, giá để ở đây chọn lê bê đồ bí đồ. Giờ khu, em mà đang xây chán tà yà bà đề Phật giáo, tu chán tà chín, lê miu của sáu thà bà đề.
Và sau đó thì vua Kosala đã bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, từ khi con cưỡi cô gái ở dòng tộc Sakya về hoàng cung và cho cô làm hoàng hậu, thì nay con đã trở thành thân quyến với Đức Thế Tôn, có sự gần gũi với tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn, cho nên con cũng cảm thấy rất vui trong thời gian này. Ero Buddha Phaya ga Godala Shinmin shao de saka di ko akou long paung san pi do ei niya ma Buddha Phaya ga taya gatha li de pauk ko taya na paritat ko ho cha ke ba de. Vua Kosala đã bạch với Đức Phật bốn điều khiến cho mình, khiến cho nhà vua có sự hoan hỷ như vậy. Và vua Kosala đã trình bày Đức Phật bốn điều hoan hỷ đó. Với duyên sự như vậy, cho nên Đức Phật đã thuyết một bài kệ để giảng dạy Phật Pháp cho vua Kosala nghe. Ero hore tiya gatha ga number 1 aroga paramalaba re loka ma lalaba ya chin a myo myo ri de ma anayoga kin shin chin so re lalaba ya chin ha akong song do ya shi chin phit par de. Nội dung của bài kệ đó là trong tất cả những của cải tài sản thì sức khỏe là của cải tài sản quý giá nhất. Rồi lo cả mà PC Osa là lavari đã lấy về giá giá đi. Nào chui ấy em anh bên đi lấy về giá giá vari. Nào a cho zo con trên này lấy về giá trị cho bà đi. Khi nói đến tài sản thì không chỉ có những của cải tài sản vật chất, mà những của cải tài sản ở đây bao gồm danh tiếng, địa vị vân vân ở trong xã hội. Now tadami so de la la ba ri ya ja ba ri a lo loka ma ya shi chin so da a myo myo shi ba de blaw bin loka ma ya bin ya nya to le be chan ma yi ma kaung yin no ba ma a thong ma ja ba bu. Rồi những của cải tài sản cũng bao gồm thân quyến, bà con, anh chị em. Mặc dù có những của cải tài sản vật chất, danh tiếng, địa vị hay nhiều thân quyến đi nữa, nhưng sức khỏe không tốt thì những của cải tài sản đó cũng trở nên vô nghĩa. Rồi lúc mà chán mà gì mà có gì chỉ để PC ô xa đi lê về đã đông xoay khán giả này mà hô bà bù mimi đồ vậy chuyên gia anh em bên đi cà lê về đi yoga cô biết à mà lâu nay giờ bà bu ta giờ chém mày mà con gì chém nè ấy giờ đi ha alo ha là hết đã bà về chém mày con gì nó cả mà bà mà số hiện nay nè giá ông lâu nay nè ở đâu giờ chém mày chuyện cô là đã bà bảo đáp bây công dụng đó lẹ lụ mấy số chiếm sẽ bỏ đi. Chỉ khi nào có sức khỏe thì mới có thể thụ hưởng được những của cải tài sản vật chất, cũng như có thể hạnh phúc vui sống với người thân ở trong gia đình. Nếu như không có sức khỏe thì những của cải vật chất, những danh vọng hay địa vị hay thân quyến thì cũng khó lòng có thể giúp được người đó trở nên khỏe mạnh. Còn nếu như có đầy đủ sức khỏe
thì có thể thành tựu đạt được những điều mình mong muốn đạt được, có thể có được những của cải tài sản như mình mong muốn. Còn nếu như không đủ sức khỏe thì dù có tất cả những thứ khác ở trên đời thì những thứ đó cũng không sử dụng được, cũng trở nên phung phí và vô nghĩa. Vì vậy mà Đức Phật đã dạy rằng sức khỏe là của cải tài sản quý giá nhất ở trên đời. Nào nà bà nê tàn tâu thị bà rà mạn tà nà lô gà mà ô xà rì à mưu mưu xì chà bà rê. Ê rì ô xà rì rê mà mì mì xì tà mìa ô xà lì nê tên tên yong yê chín hà à gong sông mà bê. Nội dung của câu kệ thứ hai ở trong bài kệ là trong tất cả tài sản giàu có thì sự giàu có nhất là sự thiểu dục tri túc. Dù có nhiều tài sản nhưng không có thiểu dục tri túc thì vẫn cảm thấy nghèo nàn. Tuy nhiên nếu như có thiểu dục tri túc, có thể hài lòng với bất kỳ tài sản của mình đang có thì đó chính là sự giàu có nhất. Lo ga ma mien mien da mya lu chin ya chi ni yin im tan ma sin ye la ba de yin ni khit ma le khit paw a pi si a myo myo shi ja ba de khit paw pi si a myo myo paw rai na lu chin ni de so yin do lu chin mu ha sống này mà không hốt bà vô. Vào thời đại ngày nay có rất nhiều của cải vật chất, có những đồ mới thường xuyên xuất hiện, thường xuyên được sản xuất, và những đồ về sau thì càng đẹp, càng khả ái, cho nên khiến cho người ta thường ham thích. Tuy nhiên, cứ mỗi lần những đồ vật mới được sản xuất ra đẹp hơn những đồ được sản xuất trước kia, thì tâm mong muốn có những tài sản, những đồ vật đó không thể nào mà chấm dứt được. Cho nên nếu như cứ mỗi lần có những cái mới xuất hiện mà tâm tham đắm vào những đồ vật đó thì sự tham đắm không thể nào chấm dứt được. Ở đó mimi mà ai nhìn thấy trật thế chỉ để suy trật thế này, ta trong giới chín này này ông niệm về bảo mi lý trật thế chỉ để suy này về trật thế này, nào tham nhân sao để khám mà hiện lý trật khỏe chỉ để suy trật khỏe này, ta nhà đạo chín này ông ta nhà nhà em. Xong yên tinh tinh bí đỏ, ni nai tinh nai ong, chu sa chin hà lê bê, em mặt đa chan da sĩ, lô mía đê chan da phi bari. Cho nên, dù có một của cải tài sản nào, như có một chiếc áo, hay một cái quần, hay những thức ăn mà chúng ta đang có, nếu cố gắng thiểu dục tri túc trong những thứ mình đang có mà không mong cầu, không tham đắm nhiều hơn, chính sự thiểu dục trí túc đó mới thật sự là sự giàu có. Bởi vì nhờ sự thiểu dục trí túc mà có sự thỏa mãn, an vui đối với những gì mình đang có, đó cũng chính là sự giàu có. Nào nà bà tô vây tà tà bà rà mà nhà đi. Ở đó lô gà mà yên ni chuan huy mà tê kê suy miu a sê lu khó bà rê. Câu kệ thứ ba trong bài kệ mà Đức Phật thuyết cho vua Kosala đó là trong tất cả thân quyển
thì sự gần gũi thân cận là sự thân, là thân quyến tốt đẹp nhất. Rồi solo ra ga xin ni chuan wen khen mê nè bốc cổ mía ta liền a con dông đó suy miu mấy số chín phía bà đấy. Nghĩa là những người có sự gần gũi, thân thuộc, dễ mến, dễ gần, có thể chia sẻ, thì những người đó là những thân quyến thật sự. Rồi, thà cái đi mà phun số thà đã cả lo cả mà, em đi về phía gì, phi về phía gì, nhị cô mong nó mà đi về phía gì, cô nè, mà yên đi vu, mà khi mà mu, mà chuyển về mu số như tru ha, để dễ đi vào về. Cho nên ở trong chú giải đó, giải thích rằng dù là những người cha mẹ hay anh chị em ruột, nhưng mà không có sự gần gũi, không có sự chia sẻ với nhau, thì như vậy những thân quyến đó cũng không phải thật sự là những thân quyến. Eros suy miu tui ta chin mật đồ sát đồ lê bê mì mì nè khe mì hiên ni chuan huyền nè bố gù miá gà rô rè blau bìn vì lãn dì phía xì mì mì nè khe yên ta suy miu lô khó bà rè ta dòng yamá zi kô vông mà rô khe yà suy miu lô tè lô lê bê bió sô chá bà rè. Và nếu mặc dù một người không có sự quan hệ huyết thống mà có sự gần gũi, thân quen, có sự chia sẻ, dễ mến, thì những người như vậy là những thân quyến thật sự. Cho nên ở Myanmar có một câu danh ngôn, đó là khi thân quen thì trở thành quyến thuộc. Ở đó đã có phong bông đồ, phong nhì đi sổ đồ đồ mía mía tùy giá bà đi. Ở đó, cô yên suy đi miu đi nè, nì gạt đi, mà nì thang giá bà bù, vui vui nì giá đà mía đó. Cô nè nì giá đi, khi mê nè, bố gù mía đà lì, suy miu lù về, nì giá thang giá đà phía bà đi. Cho nên, nếu như thân quyến có huyết thống mà do một nhân duyên nào đó không có sự thân quen gần gũi và chia sẻ với nhau, mà những người mặc dù không có sự huyết thống nhưng có sự gần gũi chia sẻ với nhau, thì những người không huyết thống cũng là những thân quyến của chúng ta trong quá trình tự sinh luân hồi. Yêu cầu xuống phong bồn đồ biên an nang ngang ngô yào la đi phong bồn yên chẳng đầy mã lê la gia đi đồ đồ nè xuống đi bò mà tùy ta chinh sai yên đó suy miu mật đồ sai gia bà vô tô đồ lê bê đè u nè đè u kin ya minh ya yên đi chuan wen gia đè tùy gia đà lê bê bô đà pia sa ka a ya a long ha suy miu đi bê pia bà đi. Vì vậy mà khi ngài đến Việt Nam gặp gỡ chư tăng ni Phật tử và cảm thấy rất gần gũi, rất thân quen, cho nên ngài cảm nhận là tăng ni Phật tử Việt Nam cũng là những thân quyến như Đức Phật đã có dạy, là thân quyến là sự thân quen gần gũi. Ấy đó đi bộ qua mà tùy ta mà đồ sát giả về mẹ ở đây bộ qua mía xóa cả tùy ta mà đồ phù đệ mà sát phù đệ bộ cụ mà sĩ phù lộ đệ lộ xa bì mà sô thá bà đệ ta chọn đi bộ qua yên đi khi mẹ nhá đà lệ bê ở đây chọn đi lệ mía xóa sĩ đệ lộ á lô ta bộ bộ cháy mà phía bà đệ. Ở trong kinh cũng có nói rằng dù ở trong kiếp này không có sự quan hệ huyết thống,
Nhưng ở trong những kiếp trước thì không thể nói rằng chúng ta gặp gỡ ở đây không phải là không có huyết thống ở trong quá khứ. Khi một người gặp gỡ và thân quen một người khác thì nhờ những nhân duyên quá khứ kết nối, cho nên trong hiện tại mới có sự thân quen gặp gỡ như vậy. Now, Nambali Nibbanam Paraman Tukhan Lokama Chanda Amyomyo Shire Tega Nibban Chanda Di Akong Zong Adda Zong Do Chanda Pshapare. Và bậc kệ mà Đức Phật thuyết cho vua Côn Sơn Lạ có câu kệ thứ tư là: trong tất cả sự hạnh phúc an lạc thì sự hạnh phúc an lạc niết bàn tịch tịnh là sự hạnh phúc an lạc cao thượng nhất. Ở lo ga ma sa ya lu chan da re sa gong sa lu chan da re niya thang kin gong gong niya lu chan da re awisa gong gong wiya lu chan da re sa di phye lo ga ma chan da lu a myo myo thong nong pyo so ni ja ba re de kay ro a ra ri ha chan da a se ma mho ba bu de chei ma dukkha ri yauk shi la me chan da ri phye ba re. Ở trên đời thì có nhiều sự hạnh phúc an lạc. Khi ăn ngon thì cũng cảm thấy hạnh phúc. Khi mặc đẹp, mặc ấm cũng cảm thấy hạnh phúc. Hay khi đi những phương tiện tốt cũng cảm thấy hạnh phúc, vân vân. Thì có rất nhiều hạnh phúc mà người ta gọi là hạnh phúc. Tuy nhiên, đây không phải là những hạnh phúc chân thật, bền vững, mà những hạnh phúc luôn chi phối bởi sự đau khổ hay có sự bủa vây của sự đau khổ. Vì vậy mà những hạnh phúc này không phải là hạnh phúc thật sự tuyệt đối. Cô đã làm bệnh gì sau đó cả, tôi chán đã chiến lý mưu của sao thả kể đi. Ê đi chán đã lý mưu hóa lê bê tất kê tí át bộ này chi gì. Cho nên Đức Phật muốn nhắc nhở với vua Cô Sa Lạ rằng những hạnh phúc mà nhà vua vừa mới trình bày cho Đức Phật thì cũng không phải là những hạnh phúc thật sự, mà chỉ là những hạnh phúc tạm thời. Này bà má rô Sati dukkha, mui pha ya jin sure dukkha ri le ma shi. Sara dukkha, u ya jin sure dukkha ri le ma shi. Pyadi dukkha, na ya jin sure dukkha ri le ma shi. Marana dukkha, ti ya jin sure dukkha ri le ma shi de atwa chang ne nibban so da chan da a lo ne ma ro a kaung song do chan da phit de lu Buddha phaya main cha ke ba de. Còn đối với sự an lạc tịch tình niết bàn là sự an lạc mà không có khổ sanh, không có khổ già, không có khổ bệnh, không có khổ chết. Vì sự an lạc không có những cảnh khổ sanh già bệnh chết như vậy, cho nên Đức Phật đã dạy rằng sự an lạc niết bàn tịch tình là sự an lạc tối thượng. Ở đó đi đi ác ô châu lại mẹ sôi yên ká thà lì khá lì chế phía bá rê. Ở đó lo gà má lạ lạ bá á lô nê má chá má chín sù rê lạ lạ bá dì á gàu zô ô xà rì rê má mì mì yá dà mì yá lì nê tín tín yong yên chín sù rê ô xà dì tà á gàu zô phía bá rê. Và như vậy Đức Phật đã thuyết một bài kệ có bốn nội dung trong bốn câu. Thứ nhất, đó là trong tất cả những của cải tài sản thì sức khỏe
là của cải tài sản đáng giá nhất. Trong tất cả sự giàu sang, phú quý, thì sự biết đủ, tri túc là sự giàu sang nhất. Suy miêu đi rè ma, yên đi chuan huynh nè, suy miêu tà linh, a con dâu, chán đà a lô nè ma, nê bàn chán đà đi, a con dâu lô, a châu, mát đà chá yà ma phía bà đi. Rồi trong tất cả các hàng quyến thuộc, sự gần gũi, thân cận và chia sẻ lẫn nhau là quyến thuộc thật sự. Trong tất cả những hạnh phúc an lạc thì sự hạnh phúc an lạc tịch tình niết bàn là sự hạnh phúc an lạc cao thượng nhất. Đi thế mà đi cả châu phi tế chán đá á lâu nê mà à lôn dông, à con dông chán đá phi tế nê bàn chán đá gú yá xí áo đá ná con mụ, tí lá con mụ bá bá ná con mụ đi bíu bí đọ chú giá á thâu chá bá lụ tay đoàn yên nê xin đi mẹ nê bánh tay yá đi gông châu bá đi. Và để đạt được sự an lạc tối thượng là sự an lạc niết bàn tịch tình, mỗi người chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật là phải thực hành thiền pháp bố thí, trì giới, thiền định và thiền tuệ để hướng đến sự thành tựu hạnh phúc an lạc tối thượng là sự hạnh phúc an lạc tịch tình niết bàn. Cho nên Ngài Tam Tạng thứ 15 cầu chúc cho tất cả các quý Phật tử luôn tinh tấn thực hành những thiền pháp như bố thí, trì giới, thiền tập để đạt đến sự hạnh phúc cao thượng nhất, đó là sự hạnh phúc an lạc tịch tịnh niết bàn. Đó là lời kết của bài pháp thoại sáng hôm nay từ Ngài Tam Tạng thứ 15 dành cho các quý Phật tử. Sa-du, sa-du, sa-du. Trước khi thỉnh Ngài Tam Tạng cùng với chư Tăng đi bát thì chúng ta sẽ phát nguyện và hồi hướng những phước lành mà chúng ta đã tạo trong sáng hôm nay cũng như những phước trai tăng cúng dường đến chư Tăng trưa hôm nay. Bây giờ mời các quý Phật tử hãy cùng nhau tác ý những phước thiện mà chúng ta làm trong sáng hôm nay như phước thiện cung kính đảnh lễ cúng dường hoa đến Ngài Tam Tạng cùng với chư Tăng, phước thiện thọ trì tam quy ngũ giới, phước thiện nghe pháp, phước thiện cúng dường trai tăng trưa hôm nay, để chúng ta phát nguyện và hồi hướng những phước lành này đến cho thân bằng quyến thuộc và đến tất cả chúng sinh. Mời quý Phật tử cùng nhau đọc theo để chúng ta phát nguyện và hồi hướng. Kính bạch Ngài Trưởng lão Tam Tạng cùng chư Đại Đức Tăng. Tất cả chúng con có đồng đức tin, đồng nguyện vọng, đồng tâm trí. Tin nghiệp và quả của nghiệp. Cho nên hôm nay tất cả chúng con cung kính đón rước đảnh lễ
Ngày Tam Tạng thứ 15 cùng với chư Đại Đức Tăng. Cung kính thờ trì Tam Quy và Ngũ Giới. Cung kính lắng nghe diệu pháp. Và cung kính cúng dường vật thực trai tăng. Cũng như thực hành những phước thiện khác. Nguyện tất cả những phước thiện này sẽ là nhân duyên lành, hỗ trợ mọi chúng con thành tựu những quả phước thế gian, như sống lâu sắc tốt, an vui sức khỏe và đầy đủ trí tuệ. Sinh ra nơi nào cũng gặp chánh pháp, gần gũi với các bậc thiền trí, thân cận với minh sư thiền hữu và tinh tấn thực hành thiền pháp, là bố thí trì giới, thiền định và thiền tuệ, hướng đến sự chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả và niết bàn. Đoạn từng mọi phiền não tham ái, giải thoát khỏi mọi cảnh khổ luân hồi. Chúng con thành tâm hồi hướng và chia sẻ những phước thiện thanh cao này đến cửu hiền thất tổ, ông bà và cha mẹ, thầy tổ và thân quyến, bạn bè và đạo hữu, hiền tiền cũng như đã quá vãng của mỗi chúng con, và đến tất cả chúng sinh, nhất là chư thiên hộ trì mỗi chúng con, chư thiên hộ trì tư gia của chúng con, đến tất cả chúng sinh và chư thiên tại trú xứ này. Tứ đại thiên vương, vua trời Đế Thích Sắc Cá và chư thiên phàm thiên trong tam giới, sau khi hoan hỷ thọ nhận những phần phước thiện thanh cao này rồi, được an lạc tiến hóa và lợi ích lâu dài, và cầu mong quý ngoại hoan hỷ mách bảo cho tất cả thân quyến của chúng con đã quá vãng từ kiếp sống hiện tại cho đến vô lượng kiếp quá khứ, và mách bảo cho tất cả anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ nạn nhân và vong nhân đã hy sinh trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam, hay biết hoan hỷ và thọ nhận những phần phước thiện thanh cao này rồi, được thoát khỏi mọi cảnh khổ và được an lạc lâu dài. Và cũng cầu mong quý ngài hoan hỷ hộ trì cho tất cả chúng con và thân quyến của chúng con tránh khỏi mọi điều rủi ro tai hại, để thành tựu hạnh phúc cõi người, thành tựu hạnh phúc cõi trời và thành tựu hạnh phúc cao thượng niết bàn.
giải thoát khỏi mọi phiền não tham ái, mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi. Nguyện mong tất cả hoan hỷ với những phước thiện này, đồng đều nhau cả thầy. Sa du sa du sa du lần thầy. Alo, đi chong, trinh tông, đi thang yari, siaro, nanga rom yan in dakwa, alo, do breda, bò, go say nipsha, jamma, chanda japazi, bibong yam bò, kinyin japazi, kaji tumba, jo loan nang japazi, mepo nipan chanda le, lim yan swa, yashi nang japazi. Một lần nữa, ngày tâm tạng, cầu chúc cho tất cả chư tôn đức tăng ni tại bổn tự cũng như cho tất cả các quý Phật tử thân tâm thường an lạc, tránh khỏi mọi điều rủi ro tai hại, thành tựu những ước nguyện chứng chánh, đồng thời sớm chứng ngộ đạo quả niết bàn an lạc tịch tịnh trong ngày vị lai. Sa du sa du sa du. Sa du 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 sa du. Dạ.